Chào các bạn, đây là bài học về hai kỹ thuật mà chúng ta sẽ sử dụng để làm một bài IELTS reading, đấy là keywords và mạch bài. Và trong bài này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái quy trình, các bước mà chúng ta phải thực hiện để chúng ta có thể áp dụng được hai cái kỹ thuật này để cho chúng ta giải được một bài IELTS reading một cách thuận lợi, hiệu quả và điểm cao. Ok. Bước số 1 chúng ta phải làm đấy là đọc tiêu đề thật kỹ. Mục đích của việc này đấy chính là để cho chúng ta đoán được phần nào nội dung của bài sẽ tập trung viết về chủ đề gì. Ví dụ như là chủ đề A, chủ đề B, nội dung A, nội dung B gì đấy. Ok, chúng ta có thể có một cái nhìn sơ bộ như vậy. Và bước số 2 đấy là đọc một hoặc hai đoạn văn đầu thật kỹ. Mục đích là gì? Để nắm chắc về chủ đề chính của bài, chủ đề mà sẽ được đề cập xuyên suốt toàn bài. Ok. Ở tiêu đề chính và tiêu đề phụ thì chúng ta sẽ biết được cái chủ đề sơ bộ của bài là gì. Nhưng mà cái đấy có thể đôi khi nó chưa rõ lắm thì cái đoạn 1 và đôi khi là cả đoạn 2 thường thì sẽ được tác giả dùng cho cái việc là làm rõ ra, nêu bật lên cái chủ đề mà người ta muốn đề cập đến, người ta muốn viết về ở trong cái bài đấy. Ok. Vậy thì nếu mà chúng ta đọc tiêu đề, sau đấy chúng ta đọc đoạn 1 và đôi khi là cả đoạn 2 nữa, thì chúng ta sẽ biết được là toàn bộ bài passage đấy có khả năng nó sẽ viết về một cái nội dung rất là tập trung nào. Ok. Và đấy chính là chủ đề chính của bài, và nó rất là quan trọng nhé. Các bạn cần phải nắm được điều này ha. Và nếu chúng ta đọc đoạn 1 mà nắm được chủ đề chính của bài luôn rồi thì không cần phải đọc đoạn 2 nữa. Nhưng mà đôi khi có một số tài liệu, có một số passage thì cái đoạn 1 nó chưa đủ để chúng ta có thể hiểu được cái chủ đề của bài, hoặc là đoạn 1 nó vẫn chưa nêu lên được, hoặc chưa liên quan lắm, hoặc chưa phát triển được và làm rõ được cái ý nội dung chính ở trong tiêu đề chính và tiêu đề phụ, thì lúc đấy chúng ta cần phải đọc thêm đoạn 2. Ok, bây giờ chúng ta sẽ thử thực hành bước 1 và bước 2 trước khi chúng ta tiếp tục tìm hiểu sang bước 3 nhé. Ví dụ thứ nhất với đoạn văn này, tiêu đề chính, tại vì sao sở thú lại tốt? Tiêu đề phụ, nhà khoa học David Hume makes the case cho sở thú. Thì có thể makes the case ở đây là một cụm từ mà nó cũng có nghĩa tương đương với nghĩa là good. Ok, có thể là nhà khoa học David Hume đã kiểu là ủng hộ cho cái sở thú, kiểu như thế nhé, chúng ta có thể đoán như vậy. Và vậy thì cái chủ đề mà chúng ta có thể đoán được rằng nó sẽ xuất hiện xuyên suốt ở bài này đấy là Zeus, sở thú. Và cái thứ hai chúng ta cũng có thể dự đoán được rằng đấy là những cái lý do tại vì sao mà sở thú lại tốt, mà nó sẽ được cung cấp ở xuyên suốt cả bài này. Ok. Rồi, và để hiểu rõ hơn về liệu cái chủ đề của bài, chủ đề chính của bài có phải là như hai cái tiêu đề này không, thì chúng ta sẽ đọc tiếp đoạn A, đoạn đầu tiên ha. Theo quan điểm của tôi, hoàn toàn có thể, tôi ở đây có nghĩa là David Hume ha. Hoàn toàn có thể để nhiều chủng loài động vật sống mà sống ở trong sở thú hoặc là những cái công viên hoang dã có được một cái chất lượng cuộc sống cao như hoặc là thậm chí là cao hơn ở trong thế giới hoang dã. Các con vật ở trong những cái sở thú tốt sẽ có được một cái chế độ ăn chất lượng cao và đa dạng, cùng với tất cả những cái sự hỗ trợ, cái kiểu là bổ sung cần thiết, và bất cứ cái bệnh tật nào mà chúng có thể mắc phải sẽ được trị. Ok. Cái movement, their movement, cái sự di chuyển của chúng, tức là những con vật, có thể là bị giới hạn ở một mức độ nào đấy, nhưng mà chúng sẽ có được một cái môi trường an toàn, mà ở trong môi trường đấy chúng có thể sống và chúng thoát khỏi những cái sự bị bắt nạt và những cái ostracism mang tính xã hội bởi những cái con khác của cái loài của chúng. Ok.
Chúng không có suffer from, phải chịu những cái sự đe dọa và những cái sự áp lực từ những con thú săn mồi hoặc là cái irritation. Còn nếu mình không nhớ không nhầm thì đấy là ngứa ha, và cái nỗi đau của những cái con ký sinh trùng hoặc là những cái sự tổn thương, cái vụ bị tổn thương ha. Rồi, động vật nuôi nhốt nói chung, nhìn chung sẽ có một cái tuổi thọ lớn hơn so với những cái con vật tương đương ở trong thế giới hoang dã, và sẽ không chết bởi vì hạn hán, đói khát hay là ở trong hàm của một con thú săn mồi. Rất nhiều cái thứ mà nasty, nó không có tốt đấy ha, nó xảy ra với những con động vật hoàn toàn hoang dã. Cái mà đơn giản, cái mà chắc chắn là không có xảy ra ở trong những cái sở thú tốt. Và to view a life that is free, và để nhìn nhận một cái cuộc sống mà tự do như là một cái cuộc sống, cái mà tự động là tốt, thì theo tôi nghĩ là một cái điều sai lầm. Có nghĩa là nếu mà chúng ta nhìn nhận cái cuộc sống mà tự do và đánh đồng nó với việc tự do là tốt thì đấy là một sai lầm. Hơn nữa, sở thú có một vài cái mục đích chính yếu rất là quan trọng. Ok, vậy thì ở đây ngay ở đoạn đầu, đoạn A này, người ta đã nêu ra những cái lợi ích của một con vật mà khi ở trong sở thú là như thế nào so với một con vật tương đương ở đang sống ở ngoài hoang dã, thế giới hoang dã. Ok, và kết thúc ở cái đoạn A này, người ta còn nói là furthermore, hơn nữa sở thú còn có những cái mục đích quan trọng chính yếu khác nữa. Vậy thì chúng ta sẽ biết được rằng là thứ nhất, tại vì sao sở thú tốt, đoạn A này nó nói rõ về cái điều kiện sinh sống ở sở thú là tốt, và nó kết cái đoạn A này bằng cái việc là ngoài cái điều kiện sinh sống tốt cho những con động vật, thì sở thú còn có những cái mục đích, có những cái giá trị khác nữa. Vậy thì chúng ta sẽ biết được rằng là chủ đề chính của bài này chắc chắn là như vậy rồi, chắc chắn là lý do vì sao sở thú là tốt không chỉ là cho những con động vật mà còn furthermore, key purposes nữa. Ok, có thể là có những cái mục đích khác nữa. Vậy thì chắc chắn đây là cái chủ đề của bài, chúng ta hiểu được cái chủ đề của bài như thế. Thứ nhất là sở thú, thứ hai là những cái lý do vì sao sở thú lại tốt. Tất cả những cái đấy sẽ xuyên suốt toàn cả bài. Ví dụ số 2, The secret of staying young, bí mật về việc trẻ mãi. Ok, vậy thì tiêu đề như thế này thì nó sẽ thông báo cho chúng ta biết được rằng là làm như thế nào để cho chúng ta mãi trẻ, hoặc là ở trong bài này thì người ta sẽ có thể đi khám phá về cái bí mật hoặc là cái cách thức, cái lý do tại sao mà chúng ta có thể giữ vững cái tuổi thanh xuân của mình, có thể như thế, mình đoán như thế đúng không? Và để xác định rõ hơn nữa thì chúng ta bắt đầu đọc đoạn 1 và đoạn 2, ok, để tìm ra được cái chủ đề chính rõ ràng hơn của bài. Phi phê đô le gì đấy Dentata, một cái loài kiến bản địa ở phía đông nam nước Mỹ, không có bất tử, nhưng các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng chúng không, dường như không cho thấy thể hiện bất cứ dấu hiệu nào của việc lão hóa. Những con kiến thợ già có thể làm mọi thứ tốt y hệt như những con trẻ, và cái não bộ của chúng dường như là cũng rất là nhạy bén, rất là sắc sảo y hệt thế. Chúng ta có một được một cái bức tranh rằng những cái con kiến này thực sự không có hao mòn đi. Ok, cái bà hay là cái ông Isabella Girardot này nói như thế. Người mà đã nghiên cứu về những cái con kiến đấy cho cái luận án tiến sĩ của cô ấy ở Boston University. Ok, vậy thì ở đây chúng ta vẫn chưa biết được là cái lý do gì, cái bí mật gì cho cái việc trẻ mãi, nên cái này nó mới bắt đầu nêu ra cái vấn đề thôi, đặt vấn đề thôi, chưa làm rõ chủ đề chính lắm. Chúng ta đọc thêm một đoạn nữa ha.
Such age defined fits, cái đặc điểm mà chống đối lại, đối chọi lại, không tuân thủ theo cái sự lão hóa như thế là rất là hiếm ở trong thế giới động vật. Những cái con chuột Morley Naked đấy có thể sống trong hầu gần như 30 năm, gần 30 năm và cứ mãi khỏe mạnh trong gần như là toàn bộ cuộc sống của chúng. Chúng có thể vẫn sinh sản thậm chí khi mà đã già và chúng không bao giờ bị bệnh ung thư, ok? Nhưng mà phần lớn các loài động vật thì vẫn yếu đi, giảm đi, giảm sút đi, ham mòn đi theo tuổi tác, ok? Giống như là con người vậy thôi. Như cái loài chuột này thì kiến là những cái sinh vật xã hội mà thường sống ở trong những cái đàn được tổ chức rất là cao, ok? Is this chính cái sự tinh vi phức tạp về xã hội này là cái mà đã khiến cho cái loài kiến này useful, rất là hữu ích cho cái việc nghiên cứu về cái sự lão hóa ở con người. Bà Girardo nói như thế. Bây giờ ở bây giờ ở cái viện công nghệ của California, ok, humans, con người là cũng mang tính xã hội rất là cao, một cái đặc điểm, cái mà đã và đang được kết nối với cái sự lão hóa mà nó lành mạnh hơn. Ngược lại, hầu hết những cái nghiên cứu về động vật, về cái sự lão hóa, nghiên cứu sử dụng động vật về lão hóa mà đã sử dụng chuột, sâu và những con ruồi ha, những con mà đã sống một cái những cái đời sống mà nó độc lập đơn lẻ hơn. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ biết được rằng là cái bí mật của việc trẻ mãi không già là nó liên quan đến cái cấu trúc xã hội mà con người hay động vật sống ở trong đấy, ok? Nó có thể là một cái xã hội mà highly social, hoặc là một cái xã hội mà những cái thành viên trong xã hội đấy sống một đời sống rất là isolated, ok? Isolated lives. Vậy sau khi mà chúng ta đã đọc được đoạn 1, đoạn 2 cộng với tiêu đề thì chúng ta hiểu rõ được rằng cái chủ đề xuyên suốt toàn bài ở đây sẽ là về cái việc không bị lão hóa hoặc là cứ trẻ mãi. Và cái vấn đề thứ hai đấy là cái lý do, cái bí mật nằm đằng sau cái việc đấy, và nó liên quan đến cái cấu trúc xã hội. Vậy thôi, vậy thì chúng ta đã nắm khá là tốt về cái phần chủ đề chính của bài rồi, ok? Vậy là chúng ta xong bước 1 và bước 2 một cách thuận lợi. Bây giờ chúng ta sang bước 3, đọc qua các đoạn còn lại của bài. Mục đích mà chúng ta phải làm bước số 3 này là để nắm được nội dung chủ đề chính của bài sẽ, quan trọng nhất này, được triển khai theo những khía cạnh nào. Và với cái chủ đề mà chúng ta hiểu được ở tiêu đề và đoạn 1 và đôi khi là đoạn 2, và với những cái khía cạnh cụ thể hơn mà nó liên quan đến cái chủ đề chính đấy, thì chúng ta sẽ hiểu được toàn bộ bài sẽ được trình bày, sẽ được thể hiện như thế nào. Và đấy chính là cái mạch bài. Có 4 yếu tố mà chúng ta cần nắm vững ở mỗi một đoạn văn còn lại. Yếu tố thứ nhất, nội dung trọng tâm của đoạn văn đấy nằm ở 1 đến 2 câu đầu. Tức là chúng ta phải đọc 1 đến 2 câu đầu của mỗi đoạn để xem thử là cái đoạn đấy nó sẽ nói về khía cạnh chính nào, ok? Nếu đọc được một câu và đoán được cái khía cạnh đấy rồi thì không cần đọc câu 2. Còn nếu câu 1 vẫn chưa rõ lắm thì chúng ta sẽ đọc tiếp tục câu 2 nhé. Yếu tố thứ hai mà chúng ta rất cần phải để ý đấy là sự liên kết với đoạn văn trước nếu có. Không phải luôn luôn có mà chỉ một số đoạn mới có thôi. Ví dụ như đoạn 3 của một bài văn nào đấy nó bắt đầu bằng từ this, cái gì đấy, thì chúng ta phải hiểu rằng là cái đoạn 3 này nó đang liên kết với cái đoạn văn số 2 ở phía trên. Và cái nội dung bắt đầu của đoạn văn số 3 này nó sẽ là cái nội dung chuyển tiếp, tiếp tục sâu hơn nữa của cái mà đã được đề cập ở đoạn văn
trước đấy là luận văn số 2, ok? Còn cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ được tìm hiểu phần ví dụ nhé. Số 3, từ dấu hiệu. Từ dấu hiệu là những cái từ mà có thể cái câu đứng sau chúng có khả năng chứa nội dung trọng tâm, quan trọng khác ngoài nội dung quan trọng ở 1 đến 2 câu đầu. Tức là cái khía cạnh mà một đoạn văn thể hiện nó có thể được nêu bật lên bởi 1 đến 2 câu đầu của đoạn văn đấy. Và thường là như thế. Nhưng đối với một số đoạn văn mà có chứa những từ dấu hiệu thì cái nội dung chính của khía cạnh đấy còn có thể được thể hiện bởi những cái câu ở đằng sau những từ dấu hiệu đấy nữa. Và những cái từ dấu hiệu mà chúng ta thường hay gặp, ví dụ như là however, để nói cái điều trái ngược lại, ok, in addition, thêm vào. Rồi chúng ta còn có ví dụ như là what is interesting, cái điều mà nó rất thú vị là rằng, hoặc là on the other hand, mặt khác, ok. Ví dụ như vậy, đấy, nếu có những cái từ dấu hiệu như vậy thì các bạn cần phải chú ý hết sức nhé. Rồi, yếu tố thứ tư, đấy là những từ đặc trưng. Là những từ thể hiện các khía cạnh liên quan đến chủ đề chính của bài. Và đặc biệt nhé, thường chỉ xuất hiện ở một hoặc hai đoạn văn của bài, chứ không xuất hiện toàn bài, xuyên suốt cả bài. Ok, nếu nó xuất hiện xuyên suốt cả bài thì nó là những cái từ vựng chủ đề rồi. Còn những cái từ vựng đặc trưng thì nó chỉ xuất hiện ở những cái vị trí nhất định ở trong bài mà thôi, và thường là một đoạn văn và đôi khi là hai đoạn văn. Ok, ví dụ chúng ta có cái bài về chủ đề là dừa, và cái từ vựng về dừa nó xuất hiện từ đầu đến cuối trong bài, ok. Nhưng mà ở một đoạn văn hay hai đoạn văn nào đấy, chúng ta thấy cái từ xuất hiện đấy là từ rain, mưa. Vậy thì chúng ta sẽ nói rain ở đây là từ vựng đặc trưng, ok. Vậy bốn yếu tố như thế này sẽ được vận dụng và thực hành như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi làm các ví dụ nhé. Chúng ta sẽ lấy bài về sở thú để thực hành bước 3 các bạn nhé. Như chúng ta đã biết thì chủ đề chính được rút ra từ tiêu đề chính, tiêu đề phụ và đoạn A của bài reading này. Đấy là về sở thú và những lý do tại vì sao sở thú lại tốt. Và ở đoạn A thì người ta chủ yếu nói đến cái việc sở thú nó tốt về cái môi trường sống cho động vật như thế nào. Và kết thúc ở đoạn A thì người ta có nói là ngoài cái môi trường sống tốt đấy thì nó sở thú còn những cái lý do khác để nó được cân nhắc là một nơi tốt đẹp, ok. Vậy thì chắc chắn những cái đoạn tiếp theo nó sẽ là về những cái lý do đấy ha, những cái lý do khác ngoài cái môi trường đấy. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu từng đoạn còn lại ở trong bài sở thú này thôi. Rồi, đoạn B đầu tiên. Trước tiên chúng ta phải đọc 1 đến 2 câu đầu để đoán ra được nội dung chính, khía cạnh chính của đoạn văn B này. Ok, câu đầu tiên, firstly. Đầu tiên, sở thú hỗ trợ sự bảo tồn. Vậy thì cái câu đầu này nó thể hiện quá rõ ràng về cái khía cạnh mà đoạn B sẽ nói về, ok. Đấy là cái lý do, cái mục đích đầu tiên mà nó khiến cho sở thú rất là quan trọng và rất là tốt. Đấy là nó hỗ trợ cái sự bảo tồn nhá. Vậy thì đối với đoạn này chúng ta chỉ cần đọc câu 1 là chúng ta đã có thể hiểu được cái nội dung khía cạnh chính mà cái đoạn này nói về, nên chúng ta không cần đọc câu tiếp theo, ok. Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục qua cái yếu tố thứ hai, đấy là liệu đoạn B này có liên kết gì với đoạn A ở trên hay không. Và với câu 1 như vậy thì chúng ta cũng không thể có sự liên kết gì cả, nên chúng ta tiến qua yếu tố thứ 3 và yếu tố thứ 4. Hai yếu tố này chúng ta làm cùng một lúc nhé, tức là đi tìm từ dấu hiệu cộng với những cái từ đặc trưng, ok. Nếu thấy từ dấu hiệu nào có khả năng là nó chứa cái nội dung khác biệt, nội dung quan trọng, nội dung cũng rất là
chủ yếu, rất là chủ đạo về cái khía cạnh của đoạn đấy thì chúng ta đọc nhé. Đọc cái câu ở đằng sau từ dấu hiệu đấy đấy. Rồi chúng ta lướt nhanh, lướt thật nhanh nhé. Để chúng ta thấy từ extinct, tuyệt chủng. Rồi là từ đặc trưng ha. Ok. Có từ moreover. Rồi vậy thì đây là từ dấu hiệu. Chúng ta sẽ thử lướt qua xem chúng ta có nên đọc hết không ha. Some of these collapses have been sudden, dramatic and... À, nếu đọc cái nội dung như vậy thì chúng ta sẽ biết được rằng là ở đây người ta chỉ nói sâu hơn về cái việc tuyệt chủng như thế nào thôi. Nên chúng ta cũng không nhất thiết phải đọc từ đầu đến cuối cái câu được ở đằng sau moreover đấy ha. Nên chúng ta tiếp tục lướt để tìm từ đặc trưng và có thể là từ dấu hiệu khác. Rồi captivity, nuôi nhốt có thể nhé. Nhưng mà nó cũng xuất hiện ở phía trên rồi. Reservoir, crash. Lướt thật nhanh. À, reintroduced, đưa ra lại. Ok, đưa ra lại, ví dụ như là ở đây chúng ta có là reintroduced from Zeus, có nghĩa là đưa ra lại về thế giới hoang dã từ sở thú. Or vậy tiếp tục nhá. Ok, without this effort, nghe có vẻ là giống từ dấu hiệu. Nếu không có những cái nỗ lực này, ok, chúng ta thử đọc nhé, thì sẽ có ít hơn các loài mà sẽ còn có thể sống ở ngày nay. Ok, although, mặc dù, cũng là một dạng từ dấu hiệu đấy. Successes are few and far between, cái sự đưa về lại thế giới hoang dã, cái sự thành công về cái việc đấy nó cũng chưa nhiều lắm. Ok, nhưng mà số lượng đang ngày càng tăng lên. Nhưng mà chúng ta không thấy nó quan trọng lắm. Nó vẫn là về hỗ trợ sự bảo tồn. Nên chúng ta cứ tiếp tục đọc cái để tìm ra từ đặc trưng mà thôi. Ok. Đó. Vậy thôi nhá. Vậy thì chúng ta sẽ gạch chân thêm cái này một xíu nữa. Vậy là ok. Rồi, nhìn lại thì cái đoạn này nó sẽ nói về cái khía cạnh là bảo tồn, cái sự bảo tồn của sở thú, nó giúp về cái việc đấy. Và đây là một trong những cái mục đích chính của sở thú mà khiến cho sở thú là một nơi tốt. Và chúng ta có một số cái từ vựng đặc trưng, ví dụ như là extinct, captivity, reservoir, crash, reintroduced, rồi captive breeding. Ok, như thế là được rồi ha. Chúng ta tiếp tục sang đoạn C. Sở thú cũng cung cấp sự giáo dục. Ok, quá rõ ràng rồi nhá, nên chúng ta không cần đọc câu 2. Bây giờ chúng ta xem thử là nó có liên kết gì với đoạn B không. Cũng không có dấu hiệu nào liên kết cả. Ok, vậy thì tiếp theo chúng ta chỉ cần đi tìm từ dấu hiệu và từ đặc trưng mà thôi ha. Children, adults, rõ ràng đây là bài về sở thú, nên cái từ trẻ em, người lớn là những cái từ nó rất đặc trưng ở trong cái bài này. Ok, nó chỉ xuất hiện ở cái vị trí này là chủ yếu mà thôi. Cities, ok, fox, pigeon, television, documentaries, niche, history, specimens, museums, ok, flash. Cứ gạch thôi các bạn nhé, không cần phải biết nghĩa quá nhiều đâu. Từ nào mình biết nghĩa thì quá tốt, còn không thì mình cứ gạch là quá được rồi. À, appreciation, maybe. Ok, vậy thì cái đoạn C này cũng khá là rõ ràng về nội dung. Nó nói về cái lý do thứ hai, đấy là cái sự phục vụ về sự giáo dục của sở thú để khiến cho sở thú là một nơi được cân nhắc là tốt ha. Rồi, vậy chúng ta tiếp tục đoạn D. In addition to this, thêm vào, ngoài cái điều này ra, à vậy điều này là điều gì? À, có cái sự liên kết với đoạn C ở trên nhá. Rồi, chúng ta để đấy đã. Còn có hoặc là cũng có sự giáo dục, cái mà có thể diễn ra ở trong sở thú thông qua những cái biển hiệu, cuộc nói chuyện và trình bày, cái mà trực tiếp truyền đạt những cái thông tin đến
những người tham quan về những con vật mà họ đang nhìn thấy và cái nơi ở của chúng trên thế giới. Ok. Vậy thì ở đây cái từ this ở đây nó liên kết với đoạn C như thế nào? Đoạn C là về giáo dục và cái đoạn D này cũng là về giáo dục. Ok, nhưng mà cái cách giáo dục ở trên thì nó khác, mà cách giáo dục ở dưới này thì nó lại khác. Dưới này nó phụ thuộc vào những cái như là science, talks, presentations, và đấy cũng chính là những cái từ rất là đặc trưng nhé. Rồi, việc còn lại thì chúng ta đi tìm từ dấu hiệu và từ đặc trưng mà thôi. Rồi, lacking, sophisticated, phức tạp, outreach, communication, workers, countries, animal keepers, abroad. Những cái từ này rất là đặc trưng trong cái đoạn này nhé. Knowledge, skills, reserves, conditions. Rồi, pre-introductions nó lại xuất hiện, nhưng mà chúng ta cũng có thể gạch ha. Nếu nó xuất hiện thêm một lần nữa thì thôi, chúng ta tạm bỏ qua nó nhé. Rồi, vậy là xong đoạn D, chúng ta qua đoạn E. Zeus cũng đóng một vai trò chủ chốt trong cái việc nghiên cứu. Vậy thì đây là lý do thứ 3. Ngoài cái bảo tồn, ngoài cái giáo dục thì còn là nghiên cứu. Ok, vậy thì cái đoạn này sẽ nói về cái giá trị về nghiên cứu của sở thú là như thế nào ha. Chúng ta tiếp tục xem thử nó có liên kết gì với đoạn D hay không. Và chúng ta thấy ở câu đầu như vậy thì không có nhé. Rồi, từ dấu hiệu và từ đặc trưng. Ok, ecosystems, less strict, variables, populations. Nó không đặc trưng lắm. Gì đây? Như thế ha. Breeding rate, rồi boister gì đấy, doses như thế này, những cái từ rất là đặc trưng luôn ha. Handling, transporting, reduction, conflicts, mâu thuẫn. Rồi, ok. Các bạn nhớ rằng là chúng ta không nhất thiết phải tìm ra được tất cả những từ đặc trưng, mà chúng ta tìm được bao nhiêu từ thì hay bấy nhiêu. Tức là chúng ta lướt nhanh thì chúng ta thấy có được từ nào thì hay từ đấy, chứ không phải là chúng ta phải có một cái lượng từ cố định, ai cũng phải như thế nhé. Ok. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ qua đoạn F, kết luận lại. Ok, in conclusion, sau khi đã cân nhắc rất nhiều những mối đe dọa trên khắp toàn cầu đang diễn ra đấy, đấy nhá, có cái sự liên kết với những đoạn văn ở trên, thì mình nghĩ tạm chúng ta có thể hiểu ở đây là cái những cái mối đe dọa này là gì đây. Habitat destruction and other problems. Ok, kiểu như vậy nhá. Đối với môi trường thì thật khó để tôi thấy sở thú là một cái gì đó khác ngoài cái việc nó là rất thiết yếu cho cái sự tồn tại về lâu về dài của rất nhiều chủng loài. Ok, vậy thì cái này đây là một cái sự kết luận lại thôi. Người ta kết luận lại một lần nữa chắc chắn rằng sở thú là tốt, là thiết yếu. Ok, rồi, và cái sự liên kết thì thể hiện ở cái chữ the ở đây. Tiếp tục chúng ta chỉ cần lướt xem có từ dấu hiệu nào và có từ đặc trưng nào mà thôi ha. Rồi, để xem thử nào, những cái educating này nọ nó nhắc lại thôi ha. Rồi, without them, có thể ha, có thể là, đây là có thể cân nhắc là từ dấu hiệu. Nếu không có chúng, những cái sở thú ấy, thì thế giới sẽ và sẽ không ngừng trở thành một cái nơi tồi tệ hơn rất là nhiều. Ok, vậy cũng là kết luận lại mà thôi nhá. Rồi, vậy thì chúng ta vừa mới đọc qua tất cả các đoạn văn còn lại sau khi chúng ta đã hiểu chủ đề chính từ đoạn A và tiêu đề. Thì với cái việc đọc qua tất cả các đoạn văn đấy, chúng ta có thể rút ra được một cái mạch bài như sau. Ok, nguyên cả bài là về
Sở thú và các lý do vì sao sở thú lại quan trọng, lại thiết yếu. Đoạn A về môi trường sống, ok, môi trường tốt. Đoạn B là về bảo tồn, sự bảo tồn. Đoạn C là có giá trị về giáo dục, ok. Đoạn D tương tự cũng là giáo dục. Đoạn E là nghiên cứu ha. Và cuối cùng người ta kết luận lại vậy thôi. Chúng ta nắm cái mạch bài này rất rất là rõ luôn, ok. Và nếu đi thi mà chúng ta gặp được những cái bài mà nó đơn giản như thế này thì thực sự là rất là may mắn đối với chúng ta. Nhưng mà những cái bài khác tuy cái bố cục cấu trúc nó trình bày phức tạp hơn một chút xíu, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể hiểu ra được cái mạch bài rất là rõ ràng như thế này. Và những cái đấy thì mình sẽ dần dần chỉ cho các bạn, hướng dẫn các bạn bằng những cái bài giảng về chiến lược cho những cái bài IELTS reading cụ thể sau này ha. Như thế chúng ta vừa xong bước số 3, tìm ra được mạch bài với cái việc là xử lý từng đoạn văn còn lại với bốn yếu tố rất là quan trọng đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ qua bước số 4 mà thôi. Bước số 4, trả lời các tụ câu hỏi thuộc dạng dễ và trung bình. Và ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng kỹ thuật keywords để trả lời. Và kỹ thuật keywords này nó sẽ bao gồm 3 bước. Bước thứ nhất, đọc hiểu kỹ tất cả các câu hỏi trong một tụ câu hỏi và xác định keywords. Trong một câu hỏi thường có 3 loại keywords. Loại 1, keywords chủ đề là những từ xuất hiện xuyên suốt cả bài. Loại số 2, keywords rõ ràng là tên riêng, ngày tháng năm, số, vân vân. Loại số 3 là keywords đặc trưng và nó tương tự như yếu tố số 4 của bước số 3 mà chúng ta đã tìm hiểu lúc nãy, những cái từ đặc trưng đấy, đúng không? Ok, và bước số 2 sẽ là dùng keywords loại 2 và loại 3, tức là loại này và loại này, để đi tìm vị trí chứa câu trả lời cho cái câu hỏi đấy ở trong passage. Mỗi câu hỏi chỉ nên có từ 2 đến 3 keywords, không nên nhiều hơn, bởi vì như thế sẽ bị loạn và chúng ta sẽ khó tìm được vị trí câu trả lời ha. Có thể chọn câu dễ nhất trong tụ để làm trước. Vị trí các câu trả lời trong tụ dễ và trung bình thường theo thứ tự từ trên xuống dưới như thứ tự câu hỏi. Có nghĩa là nếu chúng ta tìm được vị trí câu trả lời cho câu số 3 thì vị trí cho câu trả lời của câu hỏi số 1 và số 2 sẽ ở trên cái câu trả lời cho câu số 3 và số 4, số 5 thì ở dưới. Ok, nhưng mà không phải luôn luôn như vậy, thường thôi nhé. Ok, rồi bước số 3, đọc hiểu kỹ cả 1 đến 3 câu ở vị trí vừa tìm được để đưa ra câu trả lời. Rất nhiều trường hợp chúng ta chỉ cần đọc một câu có chứa 2 đến 3 cái keywords ở bước 2 đấy thì chúng ta đã tìm ra được câu trả lời rồi. Nhưng mà có nhiều trường hợp khác, ví dụ như chúng ta chỉ có một keyword hoặc là có 2-3 keywords nhưng nó xuất hiện ở nhiều nơi, ok, thì chúng ta đôi khi phải đọc 2 đến 3 câu chứ không phải là một nhé. Và 2 đến 3 câu đấy thì thường là một câu chứa cái keywords mà chúng ta tìm, câu sau cái câu chứa keywords đấy và câu trước cái câu chứa keywords đấy. Ok, 3 câu như vậy nhé. Rồi, vậy thôi. Vậy đấy chính là cái quy trình mà chúng ta sẽ sử dụng để làm những câu hỏi thuộc tụ dễ và tụ trung bình. À, đây cũng chính là kỹ thuật keywords nhé. Nhớ 3 bước. Bây giờ chúng ta sẽ đi thực hành ngay và luôn. Lại là bài sở thú. Trong bài sở thú này chúng ta sẽ có 3 tụ câu hỏi với 2 tụ khó và một tụ trung bình. Và tụ khó thì mình sẽ để xử lý sau. Bây giờ mình làm tụ trung bình trước nhé. True, false, not given. Rồi nhớ 3 bước. Thứ nhất, đọc hiểu câu hỏi và gạch chân keywords. Thứ hai, lấy 2 đến 3 keywords thuộc loại rõ ràng và đặc trưng để đi tìm vị trí câu trả lời. Và thứ ba là đọc hiểu cái câu mà có chứa những cái keywords đấy để tìm ra được câu trả lời. Câu số 18. Một con vật có khả năng sẽ sống lâu hơn ở trong một sở thú so với là ở trong môi trường hoang dã. À, đọc ở đây thì các bạn có thể liên tưởng
được về cái đoạn chứa cái nội dung này, đấy là đoạn về cái môi trường, đoạn A đấy đúng không? Môi trường sống. Ok, môi trường sống của động vật ở trong sở thú nó tốt hơn theo cái lập luận ở đoạn A của tác giả. Ok, và cái từ keyword đặc trưng ở đây là live longer. Ở đây không có keyword rõ ràng nhé, không có cái tên riêng gì cả. Còn những cái từ như là animal, zoo, wild thì không phải là những cái từ đặc trưng mà nó là những cái từ chủ đề xuyên suốt toàn bài. Nếu các bạn lấy những cái từ đấy để đi tìm thì nó có thể sẽ xuất hiện từ đầu đến cuối bài luôn. Như vậy thì làm sao các bạn có thể xác định được chính xác vị trí câu trả lời được ha? Nên chúng ta chỉ căn cứ vào cái live longer cộng với cái mạch bài mà chúng ta đã tìm ra được, chúng ta có thể xác định nhanh được cái vị trí này nó ở đâu. Và ở đây chúng ta có thể đoán ở đoạn A, lát nữa chúng ta sẽ đi tìm cái nội dung liên quan đến live longer. Ok. Câu số 19, chúng ta cứ đọc qua tất cả các câu hỏi đã nhé. Câu số 19, có một vài loài ở trong sở thú mà không thể được tìm thấy nữa, không thể được tìm thấy nữa ở trong môi trường hoang dã. Ok, vậy thì một số loài này no longer be found, hai cái keyword đặc trưng như vậy nha. Ở đây thì nó có thể liên quan đến cái sự bảo tồn, có thể nó sẽ ở đoạn B, chúng ta lát nữa đi tìm thông tin sau nhé. 20, cái sự cải thiện về chất lượng của các bộ phim tài liệu hoang dã ở trên TV đã đưa đến cái những cái số lượng ngày càng tăng lên của những người tham quan sở thú. Ok, vậy những cái keyword rất là đặc trưng ở đây là TV, ok, chất lượng, documentaries. Ok, nhớ nhé, mình nói với các bạn những cái keywords chỉ mang chức năng là để cho chúng ta đi tìm vị trí chứa câu trả lời, chứ không phải keywords là những từ chứa nội dung chính đâu nhé. Nhớ, ở khi các bạn học với mình thì nó keywords có nghĩa là như vậy ha. Chúng ta chỉ cần lấy TV và documentaries là đủ lắm rồi nha. Nhưng mà để chắc chắn hơn thì chúng ta tìm thêm cái từ quality nữa cho dễ ha. Mặc dù cái từ improvements nó vẫn rất là quan trọng về ý nghĩa, nhưng mà chúng ta chỉ cần TV và documentaries là quá đủ để cho chúng ta đi tìm cái vị trí câu trả lời rồi. Nhớ nhé, keywords đóng vai trò là từ dẫn để chúng ta đi tìm vị trí câu trả lời thôi. Mình nhắc đi nhắc lại như vậy cho các bạn nhớ. Rồi, vậy thì cái này nó về lúc nãy chúng ta có gặp rồi ha. Nó có thể ở cái đoạn là education. Rồi, câu số 21. Zeus, sở thú, luôn luôn rất là giỏi về cái việc truyền đạt thông tin về động vật cho công chúng. Ok, vậy thì cái này là giỏi này, truyền đạt này và public này. Hoặc nếu các bạn cần thì đổi cái từ truyền đạt thành cái từ thông tin. Ok, thế thôi. Rồi, tiếp tục. Cái việc nghiên cứu động vật ở sở thú lại ít gây căng thẳng hơn cho những con vật so với là cái việc nghiên cứu chúng ở trong thế giới hoang dã. Ok, cái này chắc chắn là ở cái đoạn E rồi, research rồi đúng không? Rồi, vậy thì chúng ta thấy là cái vị trí mà chúng ta đi tìm nó rất là dễ dàng sau khi chúng ta đã hiểu được mạch bài, và bây giờ chỉ cần sử dụng những cái keywords chính chủ yếu ở trong những cái câu này thì chúng ta sẽ nhanh chóng xác định được cái câu mà chứa câu trả lời trong mỗi cái đoạn này nó như thế nào ha. Ở đây chúng ta có là less stressful. Ok, mình nghĩ như thế là cũng khá là được rồi ha. Rồi, bởi vì là cái này nó khá là rõ ràng về cái đoạn văn rồi ấy, nên chúng ta chỉ cần một cái keyword nó cũng được rồi, không cần phải hai bảng nha. Rồi, sau khi chúng ta đã đọc từ câu số 18 đến câu số 22, tức là tất cả các câu hỏi trong cùng một tụ, thì chúng ta có thể quyết định là câu nào trước câu nào sau. Đối với bản thân mình thì mình luôn làm từ trên xuống dưới, nhưng mà nếu các bạn thích thì các bạn có thể chọn cái câu nào mà các bạn đi tìm vị trí nó dễ dàng hơn, ví dụ như câu TV rất là dễ luôn đúng không? Nhưng mà bây giờ mình sẽ làm từ trên xuống dưới nhé. Câu số 18, live longer, mình đoán là ở đoạn A rồi nhé, bởi vì nó liên quan đến môi trường sống. Bây giờ chúng ta sẽ dựa vào hai keywords đặc trưng là live and longer để đi tìm được vị trí chính xác chứa câu trả lời cho câu hỏi số 18 nhé.
Rồi, và các bạn nhớ một điều rằng ở trong bước 3 chúng ta đã có thực hiện một cái hoạt động, đấy là xác định các từ vựng đặc trưng của mỗi đoạn. Vậy thì bây giờ câu số 18 cũng có keyword đặc trưng. Vậy thì các bạn có thể thấy được rằng là cái từ vựng đặc trưng ở câu hỏi và cái từ vựng đặc trưng mà chúng ta xác định ở trong cái các đoạn văn á, thì nó sẽ có sự tương ứng, đôi khi sẽ là y hệt nhau, đôi khi sẽ là tương tự nhau. Ok, vậy thì chúng ta dựa trên những cái từ vựng đặc trưng mà chúng ta đã gạch chân ở bước 3 để xác định xem thử là có cái từ nào nó tương đồng với cái từ vựng đặc trưng ở câu hỏi số 18 này. Ok, và nếu mà trong trường hợp chúng ta không có tìm được cái từ nào tương đồng lắm thì chúng ta cứ việc tìm lại thôi nhé. Rồi, vậy live longer với những cái từ vựng đặc trưng mà chúng ta đã xác định ở đoạn A thì mình thấy cái này rất là liên quan, đấy là cái cụm life expectancy, có nghĩa là tuổi thọ. Các bạn nhớ nhé, trong bài này mình chỉ hướng dẫn cho các bạn về cách làm, còn về vấn đề từ vựng thì mình sẽ nâng cấp cho các bạn ở những thời gian học sau này. Ok. Rồi, tuổi thọ tức là sống lâu hay là sống không có lâu lắm. Ok, vậy có liên quan đến live longer. Vậy chúng ta đã tìm được cái vị trí keyword đặc trưng như vậy rồi thì chúng ta sẽ đọc nguyên cả câu chứa keyword đấy để hiểu được cái câu đấy và đưa ra câu trả lời cho câu số 18 nhé. Rồi, động vật nuôi nhốt nói chung thì sẽ có một cái tuổi thọ lớn hơn rất nhiều so với những cái con vật tương ứng, những loài động vật tương ứng ở trong thế giới hoang dã. Ok, và sẽ không chết bởi vì hạn hán, đói khát và không rơi vào cái hàm của cái con thú ăn thịt săn mồi. Ok, vậy thì cái nội dung ở đây người ta nói đến việc là nuôi nhốt, động vật nuôi nhốt tức là động vật ở trong sở thú sẽ có thể có cái tuổi thọ lớn hơn rất nhiều. Nó tương đương, nó giống hệt với cái nội dung ở câu số 18, nên câu này chúng ta sẽ điền là true. Ok, rồi tiếp tục câu số 19. Từ keywords ở đây là no longer be found in the wild, và với mạch bài chúng ta biết được, đoán được là nó ở đoạn B, đoạn về nội dung bảo tồn. Với những keywords đặc trưng mà chúng ta đã xác định ở trong bước số 3 thì mình thấy không có cái keywords nào nó tương đương với no longer be found. Vậy nên chúng ta phải tìm lại nhanh chóng một lần nữa để tìm ra được cái từ nào nó tương đương với no longer be found. Ok, chúng ta có từ extinct là tuyệt chủng, nhưng mà tuyệt chủng thì khác với ở trên nhé, bởi vì tuyệt chủng là không còn tồn tại nữa, nhưng mà ở trên câu số 19 thì vẫn còn tồn tại ở trong sở thú chứ không phải là ở trong môi trường tự nhiên mà thôi ha. Vậy chúng ta sẽ xem thử là nó như thế nào. Rồi, chúng ta lướt thật nhanh và chúng ta thấy có từ exist ở đây. Ok, tiếp tục nhé, từ đã ha. Rồi, có từ alive. Alive là còn sống, là còn tồn tại. Nó có thể liên quan nhé. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đọc từng cái câu một, câu này trước. Một số lượng rất lớn các chủng loài chỉ tồn tại ở trong cái tình trạng nuôi nhốt, với rất nhiều trong số chúng sống ở trong sở thú. Đây chính là câu này luôn. Ok, tức là chủng loài này, sở thú này, rất nhiều loài chỉ tồn tại ở trong cái tình trạng nuôi nhốt, và rất nhiều trong số đấy sống ở trong sở thú. Nó tương đương với câu số 19, tức là chỉ tồn tại nuôi nhốt, tức là chỉ tồn tại ở trong sở thú chứ không có ở trong môi trường hoang dã. Bởi vậy câu số 19 chúng ta sẽ có là true. Ok, đối với từ alive ở bên dưới chúng ta đọc thử xem như thế nào. Nếu không có những cái nỗ lực này thì sẽ có ít hơn những loài mà còn sống đến ngày nay, thì cái này nó liên quan đến cái sự tuyệt chủng rồi chứ không phải là cái sự tồn tại ở trong sở thú hay là ở trong hoang dã. Ok, nên chúng ta có cái từ exist ở đây, nó là cái vị trí chứa câu trả lời rất là chính xác luôn. Câu số 20 rất dễ dàng để chúng ta biết được là câu trả lời nằm ở đoạn C, và với những cái từ vựng đặc trưng mà chúng ta đã gạch ở đây chúng ta có thể nhanh chóng xác định ra được vị trí chính xác là như thế nào. Đấy là nó ở
Đấy, documentaries, ok. Rồi, chúng ta tìm xem thử có chỗ nào là chất lượng không. Chất lượng, quality. TV ở đây rồi nhá. Rồi, vẫn chưa thấy từ chất lượng à, nhưng mà thôi, tạm thời chúng ta cứ đọc cái này đã, bởi vì nó cũng đã có hai từ keyword rồi ha. Trong khi thật là đúng rằng là những bộ phim tài liệu trên TV đang trở nên ngày càng chi tiết hơn và ấn tượng hơn, và rất nhiều những cái loài lịch sử tự nhiên là được thể hiện ở những cái viện bảo tàng. Thì thực sự là không có cái thứ gì để mà so sánh với cái việc nhìn thấy được một sinh vật sống bằng xương bằng thịt. À, vậy thì có nghĩa là trong khi sự thật rằng là nhiều cái bộ phim tài liệu rồi những cái viện bảo tàng người ta có chiếu những cái nội dung liên quan đến những cái con động vật rất là chi tiết, rất là ấn tượng, đúng chưa? Nhưng mà thực sự thì không có gì có thể sánh bằng được cái việc là nhìn thấy một sinh vật sống bằng da bằng thịt. Ok, nghe nó, ngửi nó, quan sát nó, quan sát những gì nó làm và có thời gian để absorb details, là tiếp thu, có tạm dịch như vậy, những cái chi tiết. Ok, rồi vậy thì đọc ở đây chúng ta không thấy cái từ nào liên quan đến improvements, cũng không thấy liên quan đến cái quality, ok. Nhưng mà chúng ta chưa vội kết luận nhé, bởi vì có một cái nội dung mà chúng ta chưa tìm thấy, đấy là cái số lượng ngày càng tăng lên những cái hành khách, những cái du khách đến với sở thú, nên chúng ta phải đọc tiếp ha. Rồi xem thử có chỗ nào là có du khách ngày càng tăng lên sở thú không. Rồi chúng ta thấy ở câu sau cũng không có, và ở câu trước cũng không có đề cập đến cái việc là du khách ngày càng tăng lên. Ôi, vậy câu này chúng ta có thể nói là not given. Vậy thôi, nó không chứa đầy đủ thông tin ha. Rồi nó không có sự có sự cải thiện về chất lượng, đấy là nó chi tiết hơn, nó ấn tượng hơn, đúng chưa? Nhưng mà nó không có chứa cái nội dung về thông tin là increased numbers of zoo visitors. Vậy nên chúng ta sẽ cho câu đấy là not given. Tiếp tục câu số 21, bởi vì bài này là bài theo thứ tự, đúng chưa? Nên chúng ta cũng có thể dễ dàng xác định được câu 21 là có thể sẽ nằm ở đoạn D. Rồi chúng ta dựa vào những cái keyword đặc trưng mà chúng ta đã gạch ở đây để tìm ra vị trí thông tin chính xác, nhanh chóng. Đây, information. Communicate nó bằng với transmitting. Nên bây giờ chúng ta sẽ đọc cái câu này nhé. Cũng có cái sự giáo dục, cái mà có thể diễn ra ở sở thú thông qua những cái dấu biển hiệu, cuộc nói chuyện, trình bày, cái mà trực tiếp truyền tải thông tin đến với những du khách về những con vật mà họ nhìn thấy và nơi mà các con vật ấy sống ở trên thế giới. Ok, câu này nó như vậy. Bây giờ chúng ta đọc lại câu số 21 xem thử. Sở thú luôn luôn rất tốt ở trong cái việc là truyền đạt thông tin về động vật đến công chúng. Ok, công chúng có thể bằng với visitors, information có, transmitting có, nhưng chúng ta chưa có cái từ đặc trưng là excelled, nên chúng ta phải tìm ra được cái từ đấy nhé. Tiếp tục đọc cái câu ở đằng sau xem thử. Lacking, có thể liên quan đến cái excel. Lacking là thiếu sót. Ok, this was an area, đây là một cái khía cạnh mà sở thú từng đã thiếu thốn. Ok, từng đã thiếu, nhưng bây giờ nó đang dần dần phức tạp lên ở trong cái sự, tức là tinh vi hơn, nhiều hơn trong cái sự truyền đạt thông tin và cái công việc outreach là vươn ra bên ngoài của họ. Ok, vậy thì câu số 21 người ta nói là have always luôn luôn rất là tốt. Ok, nhưng mà ở trong quá khứ thì người ta đã không có tốt, người ta đã lacking, nên ở đây chúng ta phải chọn là false. Ok, vậy thôi nhé. Các bạn nhớ nhé, đọc một câu chưa xác định kết luận được thông tin thì đọc thêm một câu nữa. Đấy, rồi nếu hai câu vẫn chưa đủ thì là ba câu.
Tiếp tục câu số 22 là đoạn E, ok. Less stressful là cái keyword đặc trưng ở trong câu số 22. Chúng ta tìm nhanh chóng xem thử là những cái từ mà chúng ta đã gạch chân có cái từ nào bằng với less stressful ha. Rồi conflicts nó rất là liên quan nhá. Vậy chúng ta sẽ đọc thử cái nội dung này như thế nào. Điều này có thể tạo ra một cái sự khác biệt thực sự đối với những nỗ lực bảo tồn và đối với sự giảm đi những cái mâu thuẫn giữa con người và động vật, và có thể cung cấp một cái nền tảng kiến thức để giúp đỡ cái sự để giúp giải quyết những cái mối đe dọa ngày càng tăng lên về cái sự phá hoại môi trường sống và những vấn đề khác. Ok, nó cũng có liên quan đến stressful, nhưng mà ở đây nó không thực sự là nói về cái việc là gây ra stressful cho động vật hay là không, mà cái ở đây chỉ nói về cái mâu thuẫn giữa con người và động vật, ok. Nhưng mà chúng ta chưa vội kết luận nhé. Vậy chúng ta đi tìm cái vị trí khác xem thử có không. Ok, chúng ta tìm ha. Rồi thì mình không thấy cái nội dung nào mà liên quan đến less stressful, liên quan đến cái stressful cả. Bởi vậy ở đây thì mình có thể kết luận rằng là nó là not given. Ok, vậy thôi nha. Đấy là quy trình mà chúng ta sẽ làm một bài IELTS reading tụ câu hỏi dễ và trung bình. Nó thường là như thế, không phải luôn luôn như vậy, nhưng mà nó thường như vậy, tổng quát là như thế. Còn về chi tiết cụ thể từng dạng như thế nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu ở trong những bài học sau này của chúng ta. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ đến cơn ác mộng của rất nhiều bạn. Đấy là những cái dạng bài khó ở trong IELTS reading. Nhưng mà mình hứa với các bạn rằng là nếu các bạn thực sự luyện tập để tốt về cái mặt mạch bài cũng như là kỹ thuật keywords như thế này, thì những bài này sẽ không còn khó khăn gì nhiều đối với các bạn nữa. Việc còn lại của các bạn là cố gắng đi học từ vựng nhiều nhất có thể, trau dồi ngữ pháp thật chắc chắn. Vậy là chúng ta sẽ xử lý mọi dạng bài đều rất là bình thường, thoải mái nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm tụ số 14 đến 17 để chứng tỏ cho các bạn rằng dù cái dạng này khá là khó nhưng mà chúng ta sẽ làm thoải mái, rất là thoải mái khi mà chúng ta có kỹ thuật mạch bài và keywords, ok. Dạng bài này là điền cái đoạn tương ứng với các nội dung ở dưới này, ok. Rồi câu số 14, một sự chỉ đến những cái loài động vật nhanh chóng chết như thế nào, ok. Nếu mà nói về một cái loài động vật nhanh chóng chết thì các bạn có thể nhớ đến cái nội dung nào, cái đoạn nào đây? Về cái đoạn là sự bảo tồn, thế thôi đúng không? Và cái keyword ở đây để chúng ta đi xác nhận lại một lần nữa là quickly và die out. Để chắc chắn nhé, chúng ta cứ tạm thời cho là B. Nhưng mà để chắc chắn thì lát nữa chúng ta có thời gian thì chúng ta sẽ đi xác nhận lại một lần nữa. Tiếp tục câu số 15. Những lý do tại sao nó lại được thích hơn để mà nghiên cứu động vật ở trong cái tình trạng nuôi nhốt thay vì là ở trong thế giới hoang dã. Ok, ngay cái từ là nghiên cứu thì các bạn đã biết được là nó ở đoạn nào rồi. Đấy là ok, nghiên cứu, cái đoạn về nghiên cứu rồi. Rồi số 16, nếu các bạn cần những cái keyword đặc trưng để chúng ta đi xác nhận á, thì chúng ta sẽ để ý những cái từ như sau. Ok, study, lại là nó. Và maybe cái từ reasons, nhiều lý do. Ok, chúng ta chỉ cần tìm ra được 2-3 lý do kiểu thể hiện lý do nào đấy, vậy là chúng ta có thể tìm ra được nhá. Số 16, mention, sự đề cập đến hai cách học về động vật thay vì là viếng thăm chúng ở sở thú. Ok, cái này rất là rõ luôn, đặc biệt là sau khi chúng ta đã làm cái bài True False Not Given, đúng chưa? Thì cái này là học thì chắc chắn là giáo dục, mà giáo dục thì là đoạn C hoặc là đoạn D. Mà trong cái đoạn C lúc nãy thì chúng ta đã biết được rằng là nó có hai cách, một là qua TV, hai là qua viện bảo tàng. Ok, vậy chúng ta sẽ chọn ở đây là C. Ok, câu số 17. Lý do tại sao động vật ở trong sở thú có thể
lành mạnh hơn những con động vật sống ở trong thế giới hoang dã. Ok, lành mạnh hơn là về môi trường sống, về sức khỏe. Vậy thì cái này chúng ta có thể ngay lập tức nhớ đến cái đoạn à. Các bạn thấy chưa? Là mình nhá, đây là mình ha, mình đã nắm rất là rõ về cái mạch bài. Thì đối với những cái dạng khó như thế này, mình chỉ cần đọc qua là mình đã biết được phải chọn như thế nào. Cho rất nhiều câu hỏi nhé, không phải luôn luôn mà cho rất nhiều câu hỏi. Và đối với những cái câu mà đôi khi nó quá khó để chúng ta có thể xác định được nhờ vào mạch bài, thì chúng ta cứ bắt đầu làm từ từ lại thôi, loại suy và cứ dựa trên keywords để đi tìm, ok? Giả sử nhé, chúng ta không có biết được câu trả lời cho câu số 14 dựa trên cái mạch bài, thì chúng ta bắt đầu dùng cái keywords quickly và die out để đi tìm ha. Rồi, nhưng mà mình chắc chắn với các bạn rằng nếu các bạn không có nắm chắc về mạch bài thì để đi tìm cái từ quickly cũng như là die out ở đây nó sẽ rất là lâu, rất là mất thời gian nhá. Nên các bạn cần phải nắm chắc về cái phần mạch bài và kỹ thuật keywords này nữa. Rồi, chúng ta xem thử nhá. Ví dụ như là giả sử nhé, chúng ta vô tình tìm được ở đoạn B thì nó sẽ có những cái từ tương đương, đấy là extinct có nghĩa là tuyệt chủng có nghĩa là die out, ok? Còn quickly thì nó sẽ là increasingly, ok? Ngày càng tăng lên. Rồi cái từ colossal ở đây có nghĩa là rất là lớn luôn đấy, ok? Và đang dần trở nên tuyệt chủng. Vậy thì nó là tương đương với quickly died out, ok? Và các bạn nhớ nhá, nếu các bạn chỉ dựa vào kỹ thuật keywords thôi để đi tìm các từ tương đương như vậy thì rất là khó để làm dạng bài này, mà các bạn nhớ phải dùng kỹ thuật mạch bài, ok ha. Tụ câu hỏi cuối cùng, đây là một tụ câu hỏi khó khác, dạng multiple choice, trắc nghiệm. Và đối với cái dạng mà phải chọn 2 trong số 5 câu trả lời như thế này thì chúng ta thường có hai cái nội dung mà chúng ta có thể tận dụng để mà làm. Thứ nhất là những cái keywords, ok, nó sẽ dẫn cho chúng ta đến những cái vị trí chúng ta cần phải đọc. Và cái thứ hai, chúng ta sẽ dựa vào mạch bài, cái ý nghĩa chung của toàn bài để loại suy những cái đáp án mà nó không có liên quan lắm đến cái chủ đề chính cũng như là các khía cạnh của bài ha. Câu thứ nhất, hai trong số cái nào sau đây được chỉ rõ về những cái được thể hiện, nói rõ về những người nhân viên sở thú ở trong văn bản. Ok, vậy thì chúng ta có cái nhân viên sở thú. Nếu các bạn còn nhớ những cái từ vựng đặc trưng mà chúng ta đã gạch ở trong bước 3 thì các bạn có thể ngay lập tức tìm ra được cái vị trí liên quan đến cái câu này là như thế nào. Ok, rồi mình thì mình nhớ cái từ worker nên chúng ta sẽ đi tìm lại cái từ đấy. Nhớ là ở trong cái đoạn C hay D gì đấy ha. Ok, cái mà nước ngoài này nọ ấy, chúng ta lướt đây rồi, D ha. Chúng ta có đây animal keepers, rồi cái abroad ở nước ngoài làm việc, đấy những cái từ như vậy nha. Rồi, ok. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ có thể đọc cái nội dung liên quan đến cái chỗ animal keepers ở đây để biết trước được cái nội dung, hiểu rõ được về những cái người liên quan như thế này nha. Rất nhiều sở thú cũng hoạt động trực tiếp để giáo dục những cái người công nhân, những người làm việc bảo tồn ở những đất nước khác, hoặc là gửi những cái người chăm trông sở thú của họ ra nước ngoài để đóng góp cho cái kiến thức và kỹ năng của họ cho những người mà làm việc ở trong những cái sở thú và những cái khu bảo tồn, theo đó mà giúp được cái để cải thiện cái điều kiện và cái sự đưa trở lại vào tự nhiên trên toàn thế giới. Ok, chúng ta đọc như vậy. Bây giờ chúng ta đọc từ câu A đến câu E xem thử nó như thế nào. Một vài người tham gia vào cái tài liệu, ok, nó không liên quan nhé, tham gia vào phim tài liệu không liên quan ở đây, loại đi. Câu B, một vài người đi đến những cái địa điểm ở nước ngoài để tham gia vào
những cái team, những cái đội ở trong những cái sở thú nó có liên quan đi ra nước ngoài. Ok. Nhưng nó có tham gia team không? Nó có thể nhá. Vậy thì mình cứ để đấy đã, xác nhận sau. Câu C, một vài có được kinh nghiệm với những cái chủng loài ở trong sở thú trước khi nhận cái công việc sở thú này. Ok, cái này chúng ta không phải đề cập ở cái vị trí đấy nhé. Chưa nói về cái việc gì về kinh nghiệm cả. Rồi, một vài người dạy người ta, người mà liên quan đến cái các dự án bảo tồn dạy, thì ở đây có cái contribute là đóng góp kiến thức cho những người như thế. Ok, vậy thì cái đấy nó cũng có thể dạy. Vậy thì cái này có thể là đáp án. Và câu E, một vài người chuyên môn về cái việc chăm sóc cho những cái chủng loài mà đang bị đe dọa. Ok, nó không có cái nội dung về chủng loài bị đe dọa nào ở đây. Vậy nên chúng ta có thể chọn đáp án là B và D. Ok, thế thôi. Chúng ta rõ ràng loại được cái đáp án A này, loại được đáp án E này vì nó không xuất hiện ha. Đáp án C nó cũng không xuất hiện cái từ experience. Vậy thì ở đây hai cái đáp án này có khả năng cao là đáp án, và với cái sự loại suy như vậy chúng ta hoàn toàn khẳng định được đây là đáp án nha. Các bạn thấy chưa? Nếu có cái mạch bài và những cái từ đặc trưng mà chúng ta đã xác định được ở cái bước số 3 thì cái việc tìm ra được vị trí thông tin để trả lời cho hai câu hỏi cho câu hỏi này nó rất là dễ, ok? Rồi, câu số 25 26 tương tự là dạng trắc nghiệm ha, chúng ta đọc câu hỏi đã. Hai cái nào trong số những cái niềm tin dưới đây về sở thú mà tác giả đã đề cập ở trong đoạn văn? Ok, niềm tin về sở thú thì có thể rằng là nó sẽ ở đoạn cuối cùng của bài văn. Bởi vì đoạn cuối nãy giờ chúng ta cũng chưa động đến là thứ nhất, và thứ hai thì cái niềm tin về sở thú nó ở cái phần kết luận mà chúng ta cũng đã đọc qua trong cái bước 3 rồi đấy ha. Rồi, vậy thì chúng ta cứ xuống cái đoạn F ở đây. Nếu các bạn chăm thì các bạn có thể đọc cái đoạn này. Còn không thì cứ đọc từ A đến E trước, tùy các bạn. Nhưng bây giờ mình sẽ đọc cái đoạn này nhanh chóng ha. Chúng rất là quan trọng không chỉ về cái mặt bảo vệ động vật mà còn như là một phương tiện để học về chúng, để bảo vệ những cái con động vật ở trong thế giới hoang dã, cũng như là giáo dục và cho biết cho công chúng biết về những cái con động vật này và thế giới động vật của chúng, để mà họ có thể hỗ trợ hoặc là ít nhất chấp nhận được cái nhu cầu để chấp nhận được cái nhu cầu cần phải có cái sự ý thức hơn về môi trường. Ok, nếu mà không có chúng, tức là những cái sở thú, thì thế giới sẽ dần trở nên là một nơi nghèo nàn tồi tàn hơn. Ok, vậy với cái nội dung chúng ta đọc hiểu như vậy, bây giờ chúng ta sẽ đi làm câu A đến câu E mà thôi. Họ có thể giúp, à chúng không phải họ, sở thú nhé, chúng có thể giúp trẻ em vượt qua những cái nỗi sợ về thế giới, à về động vật hoang dã, cái này không có liên quan nhé. Với một cái chủ đề về cái sự giá trị, cái tốt của sở thú thì cái này nó quá là chi tiết, quá là nhỏ đi, chắc chắn đây không phải chủ đề rồi, đây không phải là cái niềm tin của tác giả rồi. Và cái thứ hai thì chúng ta đã vừa đọc cái đoạn F thì chúng ta biết được cái nội dung về nỗi sợ ở đây nó không xuất hiện. Đoạn B, chúng có thể làm tăng cái nhận thức của cộng đồng, của công chúng về những cái vấn đề về môi trường. Có to be more environmentally conscious ở trong đoạn F có khả năng là câu trả lời. Tiếp tục, chúng có thể cung cấp nghề nghiệp cho một loạt các những người có chuyên môn. Cái này không liên quan gì đến cái đoạn F nhé, chúng ta không thấy cái nội dung nào về công việc. Đoạn D, câu D, chúng có thể tạo ra thu nhập để hỗ trợ những cái dự án bảo tồn động vật hoang dã. Cũng không thấy cái gì liên quan đến tiền bạc ở đây. Câu E, chúng có thể nuôi những con động vật
mà sau này có thể được thả vào lại thế giới hoang dã. Ok. Ở trong đoạn F chúng ta không thấy có nội dung nào là liên quan đến cái việc là nuôi động vật và sau đấy là thả chúng vào thế giới hoang dã. Nhưng mà rất là may mắn bởi vì chúng ta đã đọc qua được cả bài và chúng ta nắm được cái mạch bài. Và một trong những cái nội dung rất là quan trọng, rất là liên quan mà nó xuất hiện rất là nhiều trong bài này, đấy là cái từ reintroduction, cái việc đưa lại vào, đưa động vật trở về lại với thế giới hoang dã. Vậy thì cái này nó cũng rất là liên quan đến đề bài. Và mọi người nhớ nhé, ở đây là niềm tin của tác giả thì nó có thường nó nằm ở cái đoạn kết luận nhé, nhưng mà bởi vì đây là toàn bộ bài này là do tác giả viết nên có thể cái niềm tin đấy nó không nằm ở đoạn cuối, nó có thể nằm ở những cái đoạn khác. Nếu mà các bạn không nắm được mạch bài, các bạn chỉ dựa vào đoạn F để đưa ra câu trả lời cho cái câu hai cái câu này, ok, thì có thể các bạn sẽ không xác định được liệu chúng ta sẽ chọn được đáp án là như thế nào ha. Cái này thì chắc chắn bởi vì nó có liên quan đến đoạn F, nhưng mà những cái còn lại thì không có liên quan đến đoạn F, nhưng mà chúng ta có thể khẳng định E là đáp án bởi vì đây là cái rất là liên quan đến chủ đề, nó xuyên suốt cả chủ đề và nó cực kỳ liên quan đến những khía cạnh nhất định của cái chủ đề này. Ok. Vậy chúng ta sẽ có đáp án ở đây là B và E. Ok, không có mạch bài rất là khổ sở. Nên các bạn cần phải luyện tập mạch bài rất là nhiều, rất là tốt cho mình nhé. Và vừa rồi mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn bước số 5 là trả lời các tụ câu hỏi thuộc dạng khó. Bước số 5 này nó sẽ được làm rõ, sáng tỏ dần dần hơn qua những cái bài học của chúng ta về sau. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sơ bộ như vậy để các bạn biết được rằng mạch bài nó quan trọng đến mức nào trong cái quá trình mà chúng ta trả lời những câu hỏi IELTS reading dạng khó nhé. Cuối cùng là một số lưu ý mà các bạn cần phải nắm vững. Thứ nhất, các bạn chỉ được làm bước 1, bước 2 và bước 3 trong vòng 5 phút bởi vì chúng ta chỉ có 20 phút để làm xong một cái passage. Nên trong vòng 5 phút các bạn phải hoàn thành xong cái việc đọc tiêu đề, đọc đoạn 1 hoặc cả đoạn 2 để suy ra chủ đề chính của bài và đọc qua tất cả các đoạn còn lại để nắm được cái mạch bài. Và nếu trong trường hợp các bạn trong 5 phút mà không làm được đủ tất cả các bước đấy thì cứ tiếp tục đi trả lời câu hỏi thôi. Đừng có dành quá nhiều thời gian để mà đi làm cái mạch bài và chủ đề chính. Còn không thì các bạn sẽ không đủ thời gian để trả lời câu hỏi nha. Nhưng mà phải cố gắng luyện tập làm sao mà trong 5 phút là làm được cái ba bước đấy thì các bạn sẽ có cơ hội ăn được điểm rất là cao nha. Rồi cách lưu ý tiếp theo đấy là đối với passage chỉ có tụ câu hỏi dễ và trung bình thì có thể bỏ qua bước 3 và không có bước 5. Có nghĩa là đối với những cái dạng dễ và trung bình thì chúng ta chỉ cần sử dụng kỹ thuật keywords mà không cần đến mạch bài. Nếu các bạn không muốn dùng mạch bài, ok, thì chúng ta có thể bỏ qua bước 3. Nhiều trường hợp chúng ta nên bỏ qua bởi vì những cái dạng bài trong cái passage đấy nó quá dễ mà chúng ta cứ dành thời gian để đi đọc những cái đoạn văn trong bài, tất cả đoạn văn trong bài thì nó sẽ tốn thời gian của chúng ta lắm ha. Lưu ý tiếp theo, có thể tùy chọn làm tụ câu hỏi nào trước, tụ câu hỏi nào sau, miễn sao có lợi nhất đối với bản thân là được. Có nghĩa là các bạn có thể làm dễ trước khó sau, hoặc là khó trước dễ sau, hoặc là làm theo thứ tự trên xuống dưới. Cái này tùy vào cái sự luyện tập và cái sự nhận ra rằng là cái nào sẽ tốt cho các bạn nhất nha. Và cái lưu ý cuối cùng đấy là bước 4 và bước 5 có thể hoán đổi cho nhau. Tức là cũng giống với cái lưu ý ở phía trước. Có nghĩa là chúng ta không cần phải làm theo thứ tự là cái dễ và cái trung bình rồi mới đến cái khó ha. Tùy vào các bạn, tùy vào sự lựa chọn của các bạn. Và đấy cũng là nội dung cuối cùng trong cái bài học ngày hôm nay. Hy vọng rằng là các bạn thấy được cái tầm quan trọng và giá trị của cái kỹ thuật mạch bài, cũng như nắm vững cái kỹ thuật keywords để chúng ta có thể xử lý các dạng bài IELTS reading một cách dễ dàng, thoải mái, hiệu quả và đặc biệt là điểm rất là cao. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở bài học tiếp theo.